Yes. Vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu đầu từ đầu thứ hai thôi. Cho son của Hoàng Anh Nhi. Anh Andy cầm quân gì nhỉ anh? Đợi một chút em chỉnh quân cho anh em nhé. Chúng ta cùng trở lại với trận thi đấu thôi. Một bãi quả đầu 7 cây dành cho Hoàng Mai Nhi. Như vậy ở trận thi đấu này Hoàng Mai Nhi cầm cho son, Pơ dành cho Gunny. Trong hai set đầu này cảm giác quân anh Bách quá là đen. Trận đầu tiên thì set đầu tiên thì 2 Katha. Hai trận đầu C2 này thì cho son và Grick. Nhưng mà trận này cho son châu phù thì cũng có vẻ có thể là chơi được Pơ nếu mà Pơ không đột biến. Gunny chơi phù thì cũng hơi xoắn, tay không nhiều nhưng mà rất là đỏ. Đồ ăn thì vẫn chưa thấy thêm gì nhiều ngoài bầy hươu đang được đá về đây. Một bầy hươu 5 con. Trận này mà Pơ không lên đời đột biến thì vẫn đánh tốt. Châu P kể cả Pơ có lên cung A thì cũng khó. Khi mà tầm xa của bọn cung A rất là yếu. Vâng, đã thấy thêm một bãi quả dành cho Hoàng Mai Nhi. Dường như bài vẫn rất là thiệt. Có khi anh phải reset lại máy. Alo, cùng trở lại với trận thi đấu này. Đã thấy thêm một bãi quả đã dành cho Hoàng Mai Nhi. Một bãi quả rất xa, cần phải đẩy dân lên cao. Rất là có tốn thời gian khi con dân di chuyển đến trên đấy. Trận này có lẽ là anh sẽ đánh 25 dân. Chỉ số dò của Gunny rất thấp. Có thể là một bài dò ít thôi. Cùng xem thao nào. 22 dân trong của Gunny. Có lẽ là một trận Gunny quyết định kích sớm. Vâng, rất cảm ơn lời góp ý của anh Như vậy là BB sẽ bo BM cùng BB sẽ bo bãi vàng này. Mà quyết định bo bãi vàng cứng này có lẽ là anh sẽ quyết định châu P BL. BM
Đã có giò của Gunny rồi. Một trận lên rất sớm của Gunny. Khoai rồi. Giò có công thôi. Vâng. Như vậy là giò công giáp đầy đủ. Vẫn là một bài khó. Cần phải vượt khó trong bài này. Chỉ vài giây nữa thôi là con lạc đà đầu tiên của Gandhi sẽ sổ thẳng vào nhà mình. Vẫn chưa đủ gỗ đánh chiếc VS. Giò mình sinh ra là bị con sư tử cấu máu. Quá là đen. Vâng. Khó rồi. Quá khó thì cho anh Bách. Một bài đánh ít dân lên sớm của Gunny.